đang theo dõi chương trình luật pháp và xã hội do luật sư Đỗ Phụng và Anh Tuấn phụ trách trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúng tôi được hân hạnh giới thiệu đến cộng đồng chúng ta một người bạn. Anh là cũng là một uh, cựu sĩ quan trong thủy quân lục chiến bên chủng Hoa Kỳ và rồi luật sư trở thành luật sư rồi cũng như làm luật sư của uh, phó biện lý Cùng Cam cũng như luật sư uh, của truy tố của liên bang và hiện tại uh, anh SBTN đang uh, hân hẳn... uh, chuẩn bị ứng cử cho chức vụ chánh biện lý quận Cam và chúng ta thử tìm hiểu xem những cái uh, issue nào những vấn đề nào mà anh ứng cử và nó có ảnh hưởng như thế nào đặc biệt tới cộng đồng của chúng ta, nó có cùng quan điểm với chúng ta hoặc là uh, chúng ta thử tìm hiểu xem những cái uh, mà anh cái, cái điểm nhấn của về trong cái cuộc tranh cử của anh. Um, tôi hiểu là chúng ta bị một cái vấn nạn rất là trầm trọng ở California mà cho tất cả mọi cơ sở thương mại và người dân đây là vấn đề mà những người vô gia cư um, vấn đề đề của những người bị bệnh tâm thần uh, những người đi quân đội về bị PTSD um, bị bị những cái triệu chứng khủng hoảng tinh thần. đó we have a lot of mental um, uh, health issue drugs you know people who homeless uh, homelessness and then you know creating havoc Uh, you know on neighborhood. veterans and uh... yeah and there's a lot of them have to do some veteran too yeah. um, and then we expect the district attorney to you know do something about it i mean prosecute them uh, put them away um, or keep the community safe how do how you your view what is your view different from todd spitzer sure we need to treat those underlying issues like uh, mental health issues or drug and alcohol addiction or homelessness or uh, post traumatic stress for veterans or survivors of sexual assault as public health crises instead of simply uh criminal justice issues. Vâng, uh, chúng ta phải uh, đối diện và đối xử những người như là vô gia cư mà họ vi phạm tội hình sự hoặc là những người cựu chiến binh trở về họ bị khủng hoảng tinh thần uh, và những người uh, bị liên quan tới vấn đề những uh, nạn nhân của vấn đề là uh, những tội phạm về tình dục. Chúng ta phải đối xử những hồ sơ này, những người này, đây đây là một vấn đề của uh, khủng hoảng về uh, sức khỏe và y tế, chứ không phải nhìn nó như là một cái vấn đề hình sự. Yeah, we look at more like a, a health crisis versus uh, yeah. Exactly, and to provide treatment for those underlying issues instead of criminalizing them time and time again, expecting a different result vâng chúng ta nhìn đó như là một cái vấn đề về bệnh lý và cần chữa trị hơn là trừng phạt và buộc cáo buộc họ à, những chuyện đó nó có thể không đi trong vòng quanh quận là cũng có những người này sẽ bị tái phạm lại và không có được cái sự giúp đỡ à, chính chính đáng chúng ta biết được là trong những cái kỳ bầu cử vừa qua đó thì dân California mà rất là hồ hởi lọc họ ra những cái luật mà 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 chấm dứt cái vấn đề mà cash bail tức là vấn đề mà bail công ty bail bond đó Um quan điểm của 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 anh Pitt nghĩ như thế nào về vấn đề mà tiền bảo tức là trước đây khi mà chúng tôi làm luật sư mà đại diện đó thì uh, thân chủ có thể đóng tiền bảo nếu mà ra tù được à tại ngoại hầu tra đó. What do you think about the bail system because I know that uh, well we represent defendant, you know, clients. Some client has money who can post bail and somebody who doesn't then he got to spend time in you know, carry time uh, during the time waiting for arraignment or you know, during the case. Mm -hmm. What, what, what's your viewpoint on that, uh, the, the cash bail system? Look, if I'm district attorney, I will work to end the cash bail system, which I think disproportionately affects our immigrant communities and our less affluent communities. Uh, it's a corrupt system where wealthy, uh, dangerous defendants can buy their way out of prison, uh, pre trial detention, while less affluent and non dangerous people languish behind bars. Uh, I À, cái hệ thống mà trả tiền thế chân tại ngoại hầu tra đó nó cũng không công bằng và nó có lợi cho những người chẳng như với những người mà có tiền giàu có vẫn vi phạm những cái tội nguy hiểm họ vẫn có thể trả tiền để ra ngoài trong đó những người như những cộng đồng hoặc những người nghèo không không có tiền lại uh, lại bị ở trong tù có thể nói là vừa chặt tù mà vừa tốn kém và nó cũng không giúp được gì uh, cho những người đó họ có thể bị mất công ăn việc làm đây đây They could lose a job because they, uh, some, sometimes they commit some type of offense, very minor, and they, they would lose a job as a result. And uh, I, I, I think that uh, because they could not afford uh, the bail, cash bail. Exactly. And that's, why, that's exactly why it disproportionately affects less affluent communities and our in immigrant communities. And we as a society have to understand uh, the price we pay for this kind of uh, corrupt system. because uh, people, uh, less affluent folks, when they spend time behind bars for even short stints, are likely to lose their job. If they're working paycheck to paycheck, they're likely to lose their place to live. And that fuels homelessness and crime in our communities. Vâng, thì cũng như hệ thống đó, nếu mà uh, cash bail có thể là anh sẽ nhắm tới mục đích là có thể bỏ cái hệ thống cash bail, có thể đốt tòa, có thể cho ra những cái tội nhẹ có thể được ra mà không có cần phải đóng tiền bail. Và uh, để như vậy nó trở lại cái cuộc sự quân bằng và những người lỡ như chúng ta nói đôi lúc họ có vi phạm những tội rất là nhẹ mà có thể bị mất công ăn việc làm vì bị giam giữ như vậy vì không có tiền để trả tiền tại ngoại hầu tra thì đó là những uh, những cái gì mà anh có thể uh, hướng tới trong khi nếu anh được uh... we, we, represent a lot of criminal defendants and some people who are unfortunate. They commit the crime the first time you know, in their life. They spend their time here. They're immigrant. Mm. I mean, they, they came as an immigrant. They didn't have a chance to get their citizenship yet. And sometimes we talk with the district attorney or you know the deputy DA who actually doesn't give a damn about the immigration status. You know, Tony and I, we talk sometimes and say, oh, that's their problem, <laughs> let them get deported. But you know, some DA, you know, are, are, very compassionate. They say, okay, what can I do to help you? You know, within my reason. Vâng, yeah. But, um, uh, anh phụ và tôi đúng đại diện những cái hồ sơ hình sự đó vì tất cả nhiều cái vấn đề nhiều thân chủ của chúng ta đôi lúc là người thiểu số uh, chưa có quốc tịch và vấn đề ảnh hưởng về di trú thì đôi lúc nói chuyện với uh, DA những cái hậu quả bị như đó có nhiều uh, DA tức là công tố viên họ cũng không có ke hoặc hiểu lắm cái vấn đề hậu quả nghiêm trọng mà những cái người có nhiều những cái tội rất là nhẹ hoặc là tội đã phạm lâu rồi bây giờ họ uh, In all fairness, uh, actually uh, uh, a lot of prosecutors we have that would they they do care and even some uh, district attorneys they do, they they believe the current system is unfair, the current legislation is unfair and um, something needs to be changed mm -hmm. and, until then i think uh, but what we need now is is if you're elected as a as a d.a or district attorney of orange county uh, would you give more flexibility for the uh, assistant da's in in dealing with cases uh, who do not have uh, uh sometimes they say to be what they, they can't change the charge okay I, I know that I said, yeah, you can charge anything and change anything. Right. But you know, vâng, tôi cũng hỏi là thử nếu mà uh, lại nhiên không phải là không phải là người công tố viện là họ cũng không có quan tâm nó thực sự như tôi trong quá trình làm việc tôi luật sư phụ có nhiều bên phía chính những người công tố viện họ cảm thấy bất công vì những luật hiện hành về di trú rất là khắc nghiệt và bất công họ cũng có thái đổi nhưng mà họ không làm gì được và tôi có hỏi với anh Pete nếu mà anh được như là uh, ứng cử đắc cử thì anh sẽ làm gì để thay đổi cái đó anh, anh sẽ có uyển chuyển hơn trong vấn đề những hồ sơ hoặc đối với những thuộc cấp của anh để khi mà nói chuyện với bên phía bị cáo uh, để có những cái uyển chuyển hơn trong cái vấn đề đổi những cái tội trạng để cho khỏi bị vấn đề yes. trục xuất I mean that you have a policy toward uh, the deputy DA so that they can more be more humane in, in, that way Absolutely, absolutely. The answer to your question, Tuan, uh, is that yes, I will uh, give more discretion to our Young deputy district attorneys to do justice instead of just trying to win a case. Uh, and that involves uh, helping them understand all the options that they have. Because you're absolutely right, Fu that uh, there are many different ways to charge a case. And there may be two very similar charges. One of them carries serious immigration consequences and may break up a family in a community, but the other one uh, will will not affect the will not have immigration consequences. But, nếu mà... À, tôi nằm trong cái vai trò đó chắc chắn là tôi sẽ cho những người thuộc cấp những cái sự uh, uyển chuyển hơn và có thể nói là nhân đạo hơn trong vấn đối xử hồ sơ thay vì truy tố không phải là vấn đề chỉ là th muốn thắng cây mà thôi cái vấn đề là uh, những người đó vẫn sự uyển chuyển trong việc để đổi những cái tội cáo trạng uh, nó không bị ảnh hưởng nặng nề tới vấn đề gia đình con cái vấn đề trục xuất uh, để họ trở lại cuộc sống bình thường hơn là uh, bị khăng khăng với những cái hệ thống luật hiện tại đó, tất cả đều không là bất câu. Vâng, chúng ta cũng thực rất tiếc là không còn thời gian nhiều và hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại anh Pete Harding trong những chương trình khác để quý vị có dịp tìm hiểu hơn. Đây là website của Pete Harding là nếu quý vị nào muốn đóng góp cho website của Pete Harding là chúng ta thấy zip pet uh, petharding.com uh, và website đó quý vị đóng góp và quý vị biết bất cứ một cái uh, um ứng cử viên nào cũng cần tiền. Uh, anyone will need you know running for office will need financial support so we hope we support Pete by uh, you know go to the website and there's a site for you to donate. Thank you. Thank you. But vâng, uh we'll have quý you back here soon. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật pháp và xã hội. Chúng tôi tạm ngưng ở đây và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới và hy vọng đợt kỳ tới anh Pete sẽ join chúng tôi khi mà chúng tôi đi campaign có thể đi Harley. Đó, And <laughs> Harley You love uh, riding Harley, right? I love, I love riding motorcycles. I hope to uh, see you next time on uh, on Harley. That sounds great. All right. Sounds great. Thank okay. you for having me. Thank you, Pete. Bye -bye.